Sau khi rất vất vả để giành chiến thắng ở loạt tiebreak trong set đấu đầu tiên, Roger Federer đã tìm ra cách khắc chế lối chơi lên lưới khá khó chịu của Misha Zverev. Tay vợt người Thụy Sĩ giành chiến thắng trong hai set đấu kế tiếp với cùng tỷ số 6-4, qua đó ghi tên mình vào vòng 4. Novak Djokovic thì ngược lại, anh thắng dễ Gubis 6-4 và 6-1 ở hai set đầu tiên, trước khi hoàn tất chiến thắng của mình với thắng lợi ở set 3 trong loạt tiebreak. Ở nội dung đơn nữ, những tên tuổi hàng đầu có những chiến thắng trái ngược nhau. Nếu như Muguruza và Kuznetsova thắng dễ những đối thủ của mình chỉ sau hai set, thì những cái tên như Radwanska hay Angelique Kerber phải cần tới 3 set đấu mới có thể ghi tên mình vào vòng 4. Cuối cùng sẽ là kết quả chặng 8 giải đua xe đạp vòng quanh nước Pháp Tour de France. Sau đây quý vị hãy tiếp tục giữ TV nhà mình ở kênh VTV1 vì chúng tôi sẽ trở lại với chương trình ấn tượng thể thao 7 ngày trong khung giờ quen thuộc trưa chủ nhật hàng tuần.